và cà chua Burari Sakura sau 65 ngày trồng thì hiện nay là nó đã chín hết được 70%. Đây, như các bạn thấy trái này trồng này chín rất là nhiều, đây cũng chín rồi. À, như vậy thì nó bắt đầu chín lên tới trồng thứ tư rồi. Đây, cái những cái cây lớn đây nè, nó chín lên rồi. Rồi, chín.